Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Tối hôm qua thì Tú không ra được video tại vì là khách đến rất là đông, mình cũng bận, hai vợ chồng cũng quay cuồng setup những cái gì nó còn thiếu sót vào ngày hôm qua. Thì hôm nay mình có một cái chương trình nhỏ nhỏ để quay cho tất cả các bạn. Hôm nay rất là nhiều fan đến từ khắp mọi nơi và có cả người ở tận bên Thụy Điển sang Hà Nội rồi mọi miền Tổ quốc đến với nhà hàng ẩm thực Gái Bản. Thì hôm nay mình ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết là đây là một cái buổi trưa nhé, chưa phải là buổi tối. Buổi tối là thường là đông hơn, buổi trưa thì khách đến rất là đông rồi. Và mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái tour nho nhỏ về nhà sàn mình. Đấy, hôm nay có đoàn khách là gần 20 người sẽ ngủ ở khu vực nghỉ. Và khi người ta ăn xong, người ta đi chơi xong tối về tắm này, tắm xong nghỉ ở tại đây, thì mình quay một cái hành trình của một đoàn lên đây được trải nghiệm những cái gì. Đây, họ đi cả xe khách 24 chỗ vào. Xe 29 chỗ thì thông báo với các bạn là 29 chỗ là không vào được đâu nhé. 24 chỗ thôi. 29 cái cầu mình hơi bé, mình phải gửi ở bên kia. Sáng nay thì các chị em đã chuẩn bị cái phần ngủ nghỉ ở phía bên này rồi. Món gì ấy? Gỏi à? Hả? Đây là món gì? À, ba chỉ rang gừng. Mà chỉ xào thịt. À, menu á? Chờ. Đâu anh gọi thêm món đó. Ok. Đây, tí em ghi cho thêm. Anh chỉ cần ghi ở đây thôi, báo ở đây là được. Đây là anh em đến từ Hà Nội. Xin chào. À, Quảng Ninh à? Tường, đây này. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một người chú, cũng là một fan đến từ gì chú nhỉ? Đến từ Thụy Điển các bạn ạ, nửa vòng trái đất. Hôm nay lên lần đầu tiên lên đến Yên Bái quá. Đúng rồi. Lần đầu tiên. Thế là chương trình mình đi làm mấy ngày du lịch Tây Bắc rồi chú? Đi 3-4 ngày, tại mình đi tới Sapa rồi. Đi Hà Bắc mà. Tính đi bữa nay đi Hà Giang. Tại thấy cái quanh đại ở đây có cái duyên ấy, ghé vào Yên Bái. Ghé Yên Bái. Xong ngày mai lại đi Hà Giang à? Không, ngày mai đi Quảng Ninh. À, ngày mai về Quảng Ninh. 4 hôm rồi. À, thế ạ. Vâng. Tại mình có cái duyên gặp lại cái đi ngang nghỉ ở đây là tới nghỉ lũ ở Yên Bái và ghé vào thăm cái bạn. À, thế ạ. À, chiều đi Trạm Tấu đúng không? Ở đây nó có mấy điểm chính là Trạm Tấu này, suối Giàng này và đèo Khao Phạ Mù Căng Chải. Chắc là sáng nay đi từ đấy về rồi. Đâu, sáng nay mình mới từ Yên Bái, thành phố Yên Bái lên. À, đi từ Sapa về tới Yên Bái rồi. Lên Trạm Tấu thì có cái khoáng nóng. Mùa này đi là hơi nóng. Đây mới là mát này. Bữa ta thiếu mấy cái Tây Bắc. Đấy, tí nữa lên có gái Tây Bắc. Cháu lên trên này một tí nhá, chú nhá. Vâng, chú đặt mâm xong rồi gì? Đặt xong rồi. Ok. Cảm ơn anh. Vâng. Tôi quay lên YouTube à. Vâng. Anh cũng biết nói gì ha. Cảm ơn anh, tí nữa anh em mình làm một chén. Ừ, đúng rồi. Có cái gì mà. Đến dạ. Chạy qua rồi cái thấy nghĩa lỗ. À, thế ạ. Cái bạn. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Vâng. Tình thế của người rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Tí anh em mình làm chén ở trên này nhá. Không say không về. Không say không về, ok. Thêm món à? Em bảo thiếu cái gì đấy, thiếu cái món lợn gì đấy. Ừ, lợn thôi, nhưng mà mâm anh là không có gỏi cá đúng không? Không có. Mâm anh không có. Khách mới thì không có gỏi. Anh đặt thì anh đặt sớm chứ. Hai đoàn khác nhau à? Không, một đoàn anh, một đoàn. À. Nhưng ý là bọn anh không đặt gỏi cá đâu. Không có, hôm nay không có mâm nào có gỏi cá đâu. Anh gửi cái ấy vào cho em rồi. Vâng, có, em ghi đủ rồi ạ. Ok. Cô là đoàn của anh luôn. Người đẹp. Hôm nay sẽ có nhân viên trực bàn đúng trang phục của người đồng bào dân tộc Thái. Chuẩn đâu anh? Đúng rồi, cái đấy. Này chuẩn đấy. Đây là một cái điểm mới mà mình phải đưa vào trong nhà hàng để cho du khách được biết các cái món ăn. Ví dụ nhiều khách ngồi vào những cái món lạ, người ta không biết được chấm cái gì. Và đây là sẽ là một cái hướng dẫn viên về bàn ẩm thực. Xuân đứng đấy. Dạ đấy. Xuân đứng đấy. Cô gái Thái vào đấy. Hôm anh xem nhân viên của A Tú mặc đồng phục kia, anh định comment vào bảo là phải mặc như thế này. Đúng rồi. Nó mới đúng bản sắc. Còn đúng cái rồi, đúng cái rồi. Cái mà gái bản mà cái áo
áo áo kiểu kiểu đồng phục cũ ấy. Vâng. Thì anh lại không thích, tất nhiên là đúng cái này rồi. Nó sẽ rất đẹp này. Ừ, cái này nó đúng bản sắc, đúng bản sắc truyền thống. Nói chung là đến đây. Mâm anh ngồi chưa? Đấy. Vào đi. Hai mâm thôi. Ừ, vào đi em. A Tú là hơi chuẩn rồi. Vâng. Yên tâm luôn. Đây, xin chào. Đây là từ miền Nam lên đến đây này. Xin chào các anh em chiến hữu đến từ công ty gì nhỉ? À, công ty giống cây trồng sen hồng Mỹ Tho Tiền Giang. Giống cây trồng Mỹ Tho Tiền Giang. 2000 km. À, đấy. Yeah. Rất là cảm ơn anh em hôm nay đến trải nghiệm ẩm thực tại nhà sàn. Từ tận Tiền Giang ra đây là bao nhiêu cây nhỉ? À, từ thành phố Mỹ Tho Tiền Giang ra tới đây khoảng cỡ 2000 km. 2000 km. Đấy, lúc nãy là được trải nghiệm tắm suối thì cảm giác thế nào? Mát không? Thì trong kia thì nếu mà có tắm thì thường thường là người dân hoặc là du khách đến sẽ là tắm sông. Tại vì ngay Tiền Giang đó là nằm trên dòng sông Tiền, một trong những cái nhánh sông của sông Mekong. Còn ra tới đây thì cũng rất là nhiều lần tắm suối rồi. Nhưng mà tắm suối ở tại cái dòng suối của quê hương mình đây thì rất là mát lành. Và cảm giác thì rất là tuyệt vời. Sau khi làm việc ngoài đồng ruộng vô nóng đực thì cảm giác tắm cái dòng suối này cực kỳ mát. Ok. Cảm ơn anh em nhé. Chúc anh em trải nghiệm ẩm thực vui vẻ. Và thêm một cái nữa, ngày hôm nay vô đây được thưởng thức cái món gà đen. Rồi ba chị gác bếp xào với cải mèo. Rồi trứng kiến vàng chiên mỡ rồi xôi ngũ sắc. Thì có một cái cảm giác là cái ẩm thực ở đây rất là phong phú và khi sử dụng thì thấy rất là tuyệt vời. Vâng. Cảm ơn cái đậm đà bản sắc không? À, đúng rồi, đậm đà bản sắc dân tộc ở đây. Vâng. Cảm ơn chủ nhà là anh Tú đã có cái lòng hiếu khách rất là tuyệt vời và mang đến một cái chuyến tham quan rất là ý nghĩa. Vâng. Cảm ơn. Chúc cho anh Tú sức khỏe và nhà hàng gái bản luôn luôn càng ngày càng đông khách. Rồi. Yeah. Cảm ơn Sen Hồng phát triển nhé. Chào Sen Hồng, chào mọi người nhá. Ok. Ok, xin mời các anh nhé. Rồi, các anh tự nhiên nhé. Dạ đây các chú đến từ chưa lên món à? Chả có bên đây cho đá ở đây. À vâng. Rồi. À vừa lên thôi chị ạ. Các chú vừa lên đúng không? Vâng. Vâng ạ. Đây giới thiệu với các bạn, đây là các chú đến từ quê hương Vĩnh Phúc. Nhưng Vĩnh Phúc lên Lào Cai xong phải chạy vào đây. Dạ vâng. Thế đây có những sản phẩm gì đặc sản vùng miền? Ở đây thì có thịt gác bếp, trâu gác bếp này, lợn gác bếp này và những cái đặc sản măng khô, mật ong rừng, rễ cây mũ tần, chuối hột khô, nói chung là những cái vùng miền ở đây cơ bản là vậy. Hạt dổi mắc khén chẩm chéo đấy, nếp Tú Lệ, gạo nếp có, gạo tẻ thì như bên cháu là không bán rồi sao ấy. Bán gạo nếp rồi. Gạo tẻ thì chân cổ. Có, ở đây có nhưng mà cháu không bán. Làm sôi bằng nếp Tú Lệ đúng không ạ? Có ạ, có nước sôi Tú Lệ. Vâng. Nhà mình lấy cho tao đi. Dạ vâng. Sen củ có ạ? Sen củ bọn cháu không có. Ở chợ thì có nhưng mà cháu không bán tại vì vùng này có sen củ đâu. Nặng lắm. Người ta thường hay rất mua rất là nhiều mà tiền ship nó khủng khiếp luôn. 50 cân thì giá nó rất là rẻ mà tiền ship nó nặng. Vâng. Vâng. Rồi trong khi chờ đợi món thì cháu rất là cảm ơn các chú. À, làm cái riêng riêng à? Cái gì đấy? Đây cũng là loại tương đối đó. Tưởng là người ngủ củ thức hay khủng khiếp. Vâng. Cháu lấy chơi ít đá nhỉ? Có. Đang hết đá. Mấy em ý đang chạy xuống dưới. Vâng. Chú chúc bạn chào cháu và toàn kênh. Cảm ơn cháu nhá. Vâng. Hồng Phát nhá. Vâng, cảm ơn các chú nhá. Chúc sức khỏe các chú các anh. Bên này em ơi. Đây đây. Mâm 1 đây. Bàn 5 á? Bàn 5 đây. Đây cũng bàn 5 đây. Bàn chú Đinh Vĩnh Phúc nè. Đây là bàn 1 mà. À 5 người. À 5 bạn. Người. Ok. Bàn 5 người. Đây, xôi. Đúng rồi. Bàn 5 người. Bàn 5 người. Hôm qua chú đặt là bàn 5 người. Có đúng không? Có món dê không? Không có. Không có dê. Ờ thế không phải. Cái này không đúng rồi. Không đúng rồi, nhìn được biết không đúng rồi. Ờ thế thì bàn kia bàn này chắc là chuẩn đi. Thế này. Không phải chuẩn đi cho người ta không có lại nhầm rồi. Chú không ăn dê. Vì đây là anh em. Dê Minh Châu là cánh này cũng thích. Ăn mãi rồi. Còn chú có cá suối như thế này thì cho đá đây cháu này. Đây.
đây 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 là của chú đây, cá suối đó. Đây là lợn bản nướng, gà đen nữa. Vâng, cảm ơn chú nha. Đấy, gà đen lên rồi đấy, phải không? Vâng, cảm ơn các chú. Em ơi, bên này còn gà đen nữa đúng không? Ừ, lên 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 luôn cho các ông đi. Các ông ngồi trước rồi mà. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Lên đây chủ yếu là ăn mấy cái thứ đặc sản vùng miền. Dạ vâng, còn vâng. Trâu với bò để nói chung là ở dưới thì dê có ngựa trâu bò. Như cái này, cái này vâng, gà đen xịn, cái này là chuẩn ở đây đấy. Gà suối này này. Chuẩn rồi đấy. Vâng. Cuốn lá lốt xong là chấm với tương, măng để chấm mẻ. Còn thịt lợn để chấm chẩm chéo. Vâng, chẩm chéo là cái này này. Đấy, chẩm chéo. Vâng. Đấy, xin mời các chú nhá, các chú tự nhiên nhá. Vâng. Thế hết đi, vâng. Cho bắt tay chú này để lại. Vâng, hết đi. Hết rồi. Thôi thế thôi, nói nhiều khách thì gọi là mỗi mâm. Mỗi mâm một tí, làm thuốc thôi. À, vâng, vâng, ok chú. Em ơi, vào giới thiệu mâm cho các ông. Em ơi, mấy mâm nào thế nào? Ok ok. Mình có rượu gì nhỉ? Có rượu khấu vai lèng này, có rượu trắng này, rượu táo mèo này, rượu không, cái rượu gì đặc sắc ở đây? Cho anh một chai. Ok ok. Rượu của quán. Ok ok. Đây em ơi, vì tình mình là Ngọc ơi. Ở đây chủ canh vào đây. Ok. Rồi rồi. Em ơi, chúng ta anh hẹn yêu mười mấy ngày. Hôm nay anh mang rượu gia truyền. À. Ok ok. Tên là A Tú không có đâu. Ok ok. Quan cũng phải thưởng thức rượu A Tú. Rượu này là rượu gì ấy anh? Thơm đấy. Rượu gạo. Vâng. Thơm nhỉ. Nhưng mà sẽ nặng hơn rượu trên này. Thế ạ. Vâng vâng. Vào đi anh ơi. Vào đi em. Rồi. Rượu này rượu người ngủ Củ Đức đấy. Người ngủ Củ Đức đấy. Vâng, em cảm cảm ơn các anh nhé, em nhấp nhấp thôi nhé. Không, vâng. Không, rượu này nhấp nó không ngon đâu. Thôi nhấp nhấp. Chúc hai vợ chồng vâng. Phát triển khỏe nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cầu cống càng nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đây, toàn fan. À, ạ. Mà từ đợt mà em còn ở ấy kết hợp với thằng Du và Than này, em đánh thích kênh, em là đúng rồi, đúng rồi. Em nhớ không? Vâng, vâng. Ở chỗ các bản người thầy ấy. Đúng rồi, chuẩn đấy. Con mai được gì đấy. Đúng rồi. Đấy là em từ đầu đầu. Vâng. Thế thì chứng tỏ anh theo dõi từ lâu lắm rồi. Rồi, anh theo dõi em rất là lâu rồi. Tiết canh vịt. Từ lâu rồi em hay lên trên bường lò để em làm những cái đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Họ đốt ở ngoài cánh đồng ấy. Đúng không? Đúng rồi ạ, vâng ạ. Cảm ơn anh nhé. Rồi, cảm ơn anh. Chúc con ạ, con ạ. Chúc anh em ngon miệng nhá. Chiều nay em sẽ đưa đoàn đi ok, em tôi sẽ làm cái này, em có tiền. Anh em mua đồ là bấy hay này. Em vâng là vâng có nhà đây, ok cái... thế là chiều đoàn mình đi đèo Khao Phạ đúng không? Đi Khao Phạ đi xong rồi về tắm em đúng không? Toán thời gian làm sao về tắm 4 giờ về tắm ăn luôn ở đây. Ok thế thì tầm đấy, em tính thời gian cho anh. 12 giờ thế thì tầm 1 giờ mình đi à? Bây giờ là 12 giờ đấy, cái tầm khoảng đấy 1 giờ 1 giờ đi lên đấy là 2 giờ rưỡi, chơi 1 tiếng là về đây là tầm 4 giờ 4 rưỡi. Okay. Vâng vâng, chúc anh ngon miệng nhá. Chúc các chị ngon miệng nhá. Vâng, vâng, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Vâng. Dạ vâng, thôi được vào tí nó vào. Đây là mâm các cô chú ở Thụy Điển về. Đây, tôi mời cô gái Thái giới thiệu món ăn cho các chú nắm bắt nhá. Nó chấm loại gì? Đây, cái mic. Mọi người cho em xin phép là em giới thiệu qua món ăn ở đây một tí ạ. Cái này là cá suối trắng, là mình sẽ cuốn với lá lốt, xong mình chấm với cả xì dầu này ạ. Còn đây là rau nộm, trong rau nộm sẽ có là củ diềm, với cả rau sắn, với cả quả gai rừng, và cả rau dớn nữa ạ. Cái này là thịt bê ạ.
xong mình sẽ ăn ghém với cả cái này, xong mình sẽ chấm với cả tương này ạ. Cái này là xôi ngũ sắc, cái này là rau cải luộc ạ, cái này là nhộng ong ạ, còn cái này là trứng kiến ạ. Dạ, cái này là ai bị hay bị dị ứng ấy thì là mình sẽ không ăn được cái này đâu ạ. Nghe thấy cũng ngon rồi. Đây, cảm ơn em nhỉ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, theo phong tục người Thái bọn em là uống rượu xong thì chúng ta phải bắt tay ạ, cho nên là cho em xin phép là chúc sức khỏe mọi người luôn ạ. Hàn ơi. Cảm ơn. Hàn ơi. Hảo Hàn ơi, tiếng Thái của bọn em có nghĩa là chúc sức khỏe ạ. Hảo Hàn ơi. À. Vâng, mọi người cho em xin phép ạ. Chiều gặp lại nhé chú nhá. Chiều gặp lại. Vâng. Giờ mình sẽ đưa một đoàn 20 khách. Giá? Mũ á? Tôi chẳng cần đâu. Vâng. Dạ. Vâng, và đi phần đi cùng xem à? Còn chỗ không ạ? Ok. Ok. Sợ tí còn say xe nữa thì chết dở. Tú ơi, em có thể ngồi ghế trước đi. Ở đây được rồi, đây được rồi. Thì để bọn tôi biết, để bọn tôi còn đi chơi chỗ khác. Đây là chúng ta sắp đến đất Tú Lệ rồi. Tú Lệ là một trong những nơi mà gạo Tú Lệ đúng không? Gạo ngon nhất mà mình ăn xôi đây. Đây cái điểm đầu tiên đó là các bạn khi mà đi lên đèo Khao Phạ ấy thì đặt chân đến Tú Lệ. Nơi mà nổi tiếng ăn cơm nắm tắm cởi chuồng là ở đây đấy. À, bên dưới này là Tú Lệ các bạn nhé. Bên dưới này là Tú Lệ này. Và bước chân ở đây thì mình đất mù cũng trải này. Đây đi lên đây để check in đây. Đây là một cái địa điểm mọi người thường hay chụp ảnh để mà lưu lại cái kỷ niệm mà đặt các bạn nghe thì chắc chắn là rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà chụp ảnh thì hoặc là check in ở tại đây thì chắc là ít. Đây chính là đây, huyện Mù Căng Chải. Xin kính chào quý khách. Một cái biểu tượng khèn Mông. Mù Căng Chải là đa số là người dân tộc Mông mà, đặc trưng là khèn Mông. Đó, bên này chụp ảnh bên này. Bên này là Tú Lệ, có suối khoáng nóng này, có gạo nếp nổi tiếng nhất ở Yên Bái này, ở Tây Bắc ấy. Ăn cơm nắm tắm cởi chuồng, chính khu này này, nổi tiếng lắm. Đây. Bên kia là hẹn gặp lại mà, bên kia là đi từ dưới từ trên xuống. Xin chào kênh Gái Bản nha. Vâng, xin chào. Đâu máy ảnh đâu? Cái gì nhỉ? Đâu điện thoại của anh đâu? Hello này. Nữ đứng trước hết đi. Nữ đứng trước một loạt đi. Nam đứng sau. Hay là một người đấy đứng hàng trên kia được, một một một
một đội đứng hàng trên kia đi. Để cho nhìn lộ mặt chứ không hai hàng thì hơi khó. Đấy, ngồi cũng được càng tốt. Sao chị lấp thế? Hàng sau đứng lên đi. Đứng hẳn lên trên đi. Anh đứng gọn vào một tí. Anh ơi đứng gọn. Đứng gọn vào đi. Được chưa? Bạn kia đứng lên, bạn nam đứng lên nào. Ok nào, nhìn nhá. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Ok, quá đẹp. Đấy, rồi bây giờ mời mọi người bắt đầu lên đèo. Ngắm ruộng bậc thang, chụp ảnh ruộng bậc thang. Xong rồi lên đỉnh đèo. Ở đây nó có 3 cái điểm chụp ảnh chính. Ở khu vực này thì là bản sắc của người Thái ở bên này, còn lên bên này lại người Mông. Và dưới cái chân đèo này là nó lại phân chia ra làm hai bản, một bản người Mông, một bản người Thái ở dưới này. Bắt đầu đoàn mình là bắt đầu lên chân đèo nhé. Chân đèo Khao Phạ này thì thường năm là năm nào cũng tổ chức là nhảy dù này, nhảy dù lượn này, và mùa vàng rất là đẹp. Đèo Khao Phạ này là một trong tứ đại đỉnh đèo cao nhất Việt Nam. Đấy, nhìn xuống dưới này là đây là bản làng. Ở dưới thì là bản người Thái, trên thì bản người Kinh, à người Mông. Tí nữa chúng ta sẽ dừng ở một chỗ nào để chụp ảnh xuống. Một trong những cánh đồng đẹp nhất ở đấy. Ở Mù Căng Chải đấy. Ừ, vâng, ở Mù Căng Chải. Ở Yên Bái đấy. Thì nữa chúng ta sẽ dừng ở một cái quán nước để cho mọi người chụp ảnh. Chụp ảnh xong chúng ta lại lên tận đỉnh đèo để chụp cái biển đèo và ngắm từ trên đi xuống. Nó có, lên đèo này nó có 3 điểm check-in chính nhé. Giữa đèo và trên đỉnh. Chân đèo. Giữa đèo và trên đỉnh. Em cứ giới thiệu cho mọi người hết cái cảnh đẹp xong rồi em về Hà Nội hãy đưa em đi sở thú. Hãy giới thiệu cho các con. Xin chào. Rồi anh em uống nước check in tí. Chào ông chủ nhá. Đây, mọi người đến đây thì có thể là ở cái view này mình hay đứng ở đây. Cái kia chỗ kia rộng lắm, cái chị em ra đấy mới chụp ảnh. Tầng 2 kia cũng được kìa. Đây vợ này. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn cái ánh sáng này. Uống nước, anh ơi cho mấy cái lon nước ngọt cho mọi người. Bỏ hút, bỏ hết này. Đi đâu? Đấy, mọi người lên đây thì có thể ghé những cái địa điểm như thế này để mà chụp hình. Một bên tay phải các bạn. Ở bên tay phải đây này. Tay dưới này là bản lìm Thái. Còn lìm Mông nữa là ở trên cao kia. View cực kỳ đẹp luôn. Đẹp chưa? Ung linh luôn. Đây là chưa phải là mùa vàng nhé. Nếu mà cái mùa vàng nó còn đẹp nữa các bạn ạ. Siêu đẹp luôn, ánh sáng. Mình thấy ít có chỗ nào mà có cái ánh sáng mà có cái đồng lúa đẹp như ở đây. Siêu đẹp. Ok, chuẩn bị rẽ trái vào cái bãi đỗ để mọi người xuống chụp ảnh. Chị thấy chẳng có cái gì đi quay đi về tắm sướng luôn. Dạ. Vâng. Không, lên đây nó đẹp mà, ở chỗ bên này đẹp mà. Nó có cái biển Khao Phạ to ở đây này. Vâng vâng, anh ngoằng xe vào đi ạ. Đây à? Ngoằng xe vào. Bay lú lên đây cho. Đến rồi, mình xuống đây thôi. Không lên đỉnh đèo đâu, đỉnh đèo xa lắm. Đến đỉnh đèo về thì tối nay mình không tắm. Đến đây thôi. Đến đây là gần đỉnh đèo. Có những cái chỗ check in ở dưới này. Hiện tại thì mình đã đưa mọi người lên đến điểm có thể nói là nổi tiếng nhất ở đèo Khao Phạ. Đó là cái điểm
check in về đèo các bạn ạ. Đây này, cái chữ đèo Khao Phạ này nó rất là lớn, mọi người đứng ở đây để chụp. Một là chụp lấy cái chỗ đèo Khao Phạ, hai là chụp xuống dưới khu ruộng bậc thang ở dưới này. Từ đây lên Mù Căng Chải nó phải rơi vào khoảng gần 30 cây nữa các bạn nhé. Đi xa phết đấy. Nên là hôm nay là mình đưa đoàn lên đây là lên chơi đèo Khao Phạ thôi. Đấy, nhìn ở trên này xuống mới thích nhỉ. Ở đây có vẻ mọi người đang cơi nới một số cái khu check-in chụp ảnh gì đó. Đây, mọi người có thể đứng ở đây chụp lấy cái Khao Phạ này. Đó. Khao Phạ Mù Căng Chải Yên Bái. Nhớ là phải chụp ở chỗ này. Đi lên Mù Căng Chải mà không có những cái bức ảnh ở đây thì coi như là thành thiếu ấy. Và nhất là chỗ này này. Cái điểm này là mình rất là thích này. Đây. Đó. Trên này nó rất là mát các bạn nhé. Trên là mát lạnh luôn. Thể ngắm đèo. Và đây là cái điểm bay dù lượn. Không biết là hình như là có đăng ký rồi đây này. Bay dù lượn, đăng ký bay tại đây đấy, có số điện thoại này. Ngắm trọn mùa vàng. Đấy, mọi người bay là điểm xuất phát ở đây này. Điểm xuất phát ở đây, bay cái là lượn xuống tận dưới cái bản lìm, dưới cái cơ. Tận dưới xa lắm. Đây xuống hàng chục cây. Đẹp. Lung linh luôn. Hôm trước thì mình quay là vào cái thời điểm là mùa lúa, à đâu, thời gian cày bừa. Nhưng chính cái mùa đấy là còn đẹp, nhìn còn đẹp hơn là cái đẹp hơn là cái lúa lên xanh xanh kiểu này. Đẹp thật đấy. Đấy, mọi người chụp ảnh đi. Chụp ở biển này một cái, xong rồi chụp xuống dưới này này. Lên đây mà. Lên đây không chụp ở đây là thiếu sót đấy. Đấy, bây giờ thì mọi người vừa được trải nghiệm ở trên đèo Khao Phạ rồi, thì bây giờ thời gian là không cho phép đi 2 giờ à 1 rưỡi đi à. Bây giờ 4 giờ là phải quay về để tắm suối trước cửa nhà sàn nữa, nên là giờ phải rút quân thôi. Tắm suối tha hồ mà chụp chẹt ở đấy. Nhưng mà phải cố gắng về sớm, không sợ tí nó lạnh là chịu ấy. Nước buốt lắm. Nước như kiểu nước tủ lạnh. Mùi chế, tối nay có cả văn nghệ nhé các bạn nhé. Tối nay có đông vui đấy. Thế thôi. Đây, hiện tại thì đoàn đã về đến nhà rồi các bạn ạ. Nhìn các bạn, nhìn mọi người đến tắm này. Hôm nay về muộn quá các bạn, nếu mà sớm thì nữa thì đẹp. Đây, 6 giờ tối này. 17 giờ 57 phút rồi. Về sớm được khoảng
30 phút thì đẹp. Vẫn tắm được. Nhưng mà triển khai thôi, không là tí nữa là lạnh ấy. Đây. Các bạn tắm đông chưa? À, giờ này nó cũng vãn vãn một tí rồi. Mạt lắm. Trên mình ý. Giờ gần tắm tiên được rồi á. Thế nào, có bà có bác nào say không? Hôm nay đi gấp quá. Nếu mà mình đi buổi anh đi sớm lại xuống thích xuống tắm xong cái lại lên uống rượu luôn. Mát. Xuống chưa? Ờ, dù sao cứ cảm ơn trước thằng em là hôm nay là rất là nhiệt tình với vâng. Đội anh nhé. Em cảm ơn nhé, cảm ơn các anh chị. Còn ngày mai lại tính tiếp. Bây giờ mời các anh chị là xuống suối thôi. Mình lên chuẩn bị ít ấy cả đồ đạc các thứ để cơm nước. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh buổi tối của nhà hàng mình chuẩn bị nhé các bạn nhé. Bên này là phòng kín thì phòng này ngồi được 5 mâm nhưng hôm nay là có 2 mâm. Cái chỗ này là không gian rất là riêng tư. Nếu mà các bạn không thích cái không khí mà nó quá ồn ào, náo nhiệt, sôi động thì hoặc là mình bàn những cái sự việc gì mà nó quan trọng một tí thì có thể là ngồi ở đây. Mình sẽ dành riêng, bên dưới cũng có một phòng và bên trên một phòng. Đó. Phòng này thì ngồi được 5 nhưng hôm nay ngồi 2. Vào đi, người đẹp. Món gì đây? Măng chấm thịt sấy à? À, hôm nay bạn nào nặn thế này ghi nhận này, rất là đẹp này. Cháu nặn đấy. Ừ, được. Đấy. Đẳng cấp ấy, lên tay dần rồi đấy. Đẹp ấy. Xôi ngũ sắc là một món này gần như là ai đến quán của A Tú cũng thưởng thức cái món xôi ngũ sắc này. Đó. Đây là 2 mâm nha, xem sang bên kia xem chị em chuẩn bị bao nhiêu mâm bên kia nữa. Vâng vâng, ok ok. Sao đâu, cứ để thoải mái thôi. Mọi người đến tắm các bạn. Tắm để xe thoải mái mà. Đấy. Phía trước này là mình để bàn rượu riếc rồi là đồ chuẩn bị sẵn sàng, bộ đàm. Tất cả mọi thứ sẵn sàng này. Cái này là bao nhiêu mâm đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế là tổng hôm nay là 9 mâm. Buổi tối hôm nay 9 mâm. Hôm nay là ít hơn hôm qua hôm kia. Qua hôm kia là 10, 11. Nói chung là cứ từ từ thôi, nhận tầm tầm này cho chị em vận hành nó, cái sức vận hành nó từ từ đi lên chứ không chộp giật quá các bạn ạ. Bây giờ sang bên kia xem chuẩn bị chỗ nghỉ cho các bác như thế nào. Xin chào, đi tắm à? À, em anh Biên. Chào thầy giáo. À thì ạ. Vâng vâng. Cảm ơn anh. Ôi thoải mái mà. Tắm rửa thay đồ trong này. Thôi không cần gì, ngồi xe tới luôn. Vâng. Nào vào nhậu. Vào nhậu sau nhé. Ok anh. Có ăn cơm ở nhà anh em. À thì ạ, vâng vâng. Ok. Đây là chỗ chuẩn bị chỗ nghỉ cho các bác. Nóng các bác cứ bật quạt quạt đấy lên nhá. Bật quạt đơn lên đấy. Đây này cô. Rồi, cảm ơn. Vâng. Tầm một lúc nữa đêm ngủ còn phải tắt quạt ấy, bây giờ thì nó vừa mới ngớt nắng là nó còn ấy. Nó còn nóng nóng nhưng mà tầm một lúc nữa là mát ấy. Vâng. Đây chỗ ngủ này là cứ một người là ngủ đơn. Như thế này. Bên này là ngủ đôi này, bên này là đôi này. Cứ một đệm là một người các bạn. Một đệm một người như này. Thoải mái. Tối nay tranh thủ thì vâng. Cái này kiểu vừa mấy vâng. Vừa mới hết nắng nên là nó chưa mát, một lúc nữa cơ. Nó dịu nắng đi một tí thì nó mới mát được. Cô xuống dưới chơi, ra suối chơi đã. Đi
Tí nữa mới lên nằm cho nó bớt nắng đi. Bớt nóng đã. Đi. Đi. Đi tắm đi. Đấy, phải như chị. Mọi người đến check-in chụp ảnh cũng đông vui phết. Giờ ra suối để tắm cùng anh em. Chị Ngọc Văn ơi. À, xem mấy chị em ẩm thực thế nào đã. Tắm. Các người đẹp. Có món gì đây? Ai à? Bò xít xào này các bạn ơi. À, bò xít rang măng chua này. Cái này là khâu chuẩn bị đó, chưa rang. À, đi dép đi. Đi dép thấp đế thôi. Đi được, nó không chọc chân đâu, nhưng mà mình cảm giác nó không được ấy, tự tin mấy. Vâng. Ba chỉ các bếp nhà mình nhỉ. Cá suối này. Cá suối chiên, tí nữa chiên lần hai nữa. Này là thịt gà bản. Tí xào măng chua, đang ướp măng chua, gia vị của người Thái thế này. Chuẩn vị người Thái thôi. Bì chuối tí ăn gỏi này. Đó. Rồi bây giờ ra suối. Được anh chị ra suối. Dạ. Không bán đâu, cô mua về để đeo trên nhà. Không cần dép đâu, đeo trên nhà, chị cứ đeo tạm một đôi trên nhà đi ra. Vâng, vâng, ok chị. Đi anh ơi. Woo. Cứ đi thẳng. Nhớ bác thiếu sao? Đây có lẽ là à, lên đây cua ơi, không ở dưới đâu. Lên đây này. Chị bác lên đây. Đây có lẽ là một cái mà à một cái điểm mà anh em thích nhất ở trên chuyến đi, bảo về phải cố gắng về thật sớm để tắm suối. Thì may quá về cũng vừa kịp các bạn ạ. Vừa kịp tắm suối tầm 6 giờ. Ra đây may là còn chỗ, là sâu nhá. Chỗ này sâu lắm ấy nha, bảo con cu lên trên này nhá. Chỗ này với chỗ kia người ngồi kìa. Nó biết bơi không đấy? Phải có người lớn. Lên đây nhá, lên trên này này, trên này này. Ồ, đây có cô gái Thái nó đang gội đầu đây này. Đấy, bắt đầu thấy nước lạnh lạnh chưa? Lạnh như nước trong tủ mình ấy. Chị là tắm nước này chị phải xuống luôn nhá, không được nửa người á, tắm khó tắm lắm. À, ấy ra. Ai như kiểu là ra suối gội đầu. Đấy, bên này. Chỗ này là tầm khoảng 4 mét đấy. Cái chỗ hòn đá mấy thanh niên đứng nhỉ? Có cá mà, có cá suối nhỉ? Mai em Nga Sumo vào đây chơi, vào nhà mình chơi, chắc đang bảo là thiết kế bữa cá gì nhỉ? Bữa cá nhảy, không biết là có bắt được không ấy. Hả? Ờ. Không, cá nhảy cơ. Xuống thì xuống luôn, ngụp người xuống luôn. Không là lạnh không xuống được đâu. Đồng vui phết. Đấy, mọi người đưa các cháu đi này, trải nghiệm nghịch đá, nghịch cát. Vui. Dạ. Lạnh ấy. Lạnh đấy. Anh xuống phải xuống luôn. Làm luôn. Làm phải làm luôn chứ nửa trên nửa dưới là không xuống nổi đâu. Có thằng Hiếu đâu à, để cái. Anh phải xuống luôn. Một phát là bơi luôn, nhảy xuống là bơi. Đừng có nửa kiểu đấy là. Thằng cu kia nhá, sâu lắm nhá cu nhá. Cái nước này không, nó xiết, nó không phải là nước ở dưới cái đâu. Đấy. Vừa đi qua. Châu vừa đi qua là nước. Mát không? Sướng nhỉ. Úi giời bố. Bây giờ đại ca này.
khéo không chìm đâu quá. Xuống xong cái này mát. Đúng rồi, xuống hẳn luôn. Đấy. Mát, sướng. Để cái nguồn nước này là ok. Vâng. Cung cấp nước cho cả thị xã đấy. Cung cấp cho cả thị xã đấy. Sạch. Sạch nhất ở đây. Cực kỳ mát luôn các bạn. Sướng. Thành niên bắt đầu về. Anh em mình ra hơi muộn một tí. Hà Nội có cái suối nào như này không? Hà Nội có cái nào mát như cái này không? Hả chị? Bảo Hà Nội có cái nào mát như cái này không? Hiện tại thì bên nhà này cũng chật mâm và bên kia là hai mâm sinh nhật đang bắt đầu ngồi vào rồi. Và đây là chương trình văn nghệ. Hôm nay cho các bạn xem có điệu múa Thái khác một chút, các bạn xem nhé. Hơn rồi, chương trình múa còn khá là dài, còn đốt lửa xòe dưới kia các bạn ạ. Chúng ta sẽ xem một tiết mục múa nữa. Rồi là A Tú cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Ngày mai sẽ nhà hàng sẽ đón tiếp em Nga Sumo lên đây để thưởng thức ẩm thực ở nhà sàn Gái Bản. Video mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin mời các bạn xem tiết mục múa. Còn rất nhiều tiết mục nhưng mà tại vì muộn mà đăng video muộn thì các bạn lại không được xem. Xin mời các bạn đón tiếp xem múa. Xin chào tất cả các lớn chúc mừng diễn viên sau đây của những cô gái xinh đẹp trong tốc múa nhà sàn Gái Bản.